rồi chị. Thì em sẽ gặp một chàng trai, và chàng trai này sẽ làm cho em cảm thấy yêu đời hơn, vui vẻ hơn. Chị ơi, nói vậy là hoàng tử của em xuất hiện phải không chị? Là chân mệnh thiên tử của em phải không chị? Cứ cho là vậy. Chị coi kỹ trong lá bài giùm em nha. Chị coi thử cái tuổi của ảnh á. Ảnh bằng tuổi em hay là ảnh có lớn tuổi hơn em không chị? Mà nếu mà lớn hơn nhiều không chị? Thì trong lá bài này có sẵn dạ. Nè lớn hơn em không nhiều tuổi lắm đâu. Người này là một người hết sức là thu hút. Phải nói sao ta? Rất là chất á. Vậy là lớn hơn em có một chút xíu thôi đúng không? Chị em nói nghe nè. Chị thử coi giùm trong lá bài á chị, cái hình dáng của ảnh sao ảnh cao ốm, ảnh mập lùn sao để em biết á. Em cao, người này chắc chắn là cao. Cao. Đẹp trai nữa. Rất đẹp trai. Là hoàng tử của em đẹp trai. Mà còn trẻ tuổi nữa. Trước giờ chị coi cho rất là nhiều khách, chị chưa thấy ai mê trai lồ lộ như em vậy đó. Trời ơi, chị không biết đâu, em chờ anh lâu lắm rồi đó chị, tức quá. Chị ơi, chị vậy là trong khoảng này là khoảng tháng sau là em sẽ được gặp ảnh đúng không chị? Nhưng mà chị biết tuần không, nào không của... không phải tháng sau đâu, ảnh sẽ xuất hiện liền. Đợi chị xíu. Không phải trong tuần này dạ. Mà là trong ngày. Trong ngày hôm nay luôn. Ừ. Chị coi kỹ chưa vậy? Thiệt là phải trong ngày hôm nay không? Chị có thử coi chị đúng hay không? Trời đất, chết rồi. Nếu mà tại vì ảnh mà xuất hiện trong ngày hôm nay, tại vì biết sao, hôm nay em chưa có kịp sửa soạn gì hết, rồi make up, rồi làm móng tay, móng chân, rồi spa này nọ nữa. Nhưng mà nếu mà ảnh xuất hiện sớm thì càng tốt đúng không chị? Thôi đi bà ơi, bà mê lồ lộ vậy. Trong ngày hôm nay chắc chắn xuất hiện. Em muốn hỏi gì nữa không? Em giờ em cũng biết phải hỏi gì hết á. Mà em chỉ muốn hả ngồi đây nè, em chờ ảnh xuất hiện. Bạch mã hoàng tử sẽ cưỡi ngựa trắng xuất hiện trước mặt em. Mà chị có lộ không vậy? Coi chừng mà lộ nữa nha. Giờ là hơn nửa ngày rồi, từ sáng giờ em có thấy ai giống vậy đâu. Thì chị nói rồi, cứ coi thử coi chị đúng hay không. Tình hình là từ giờ đến tối. Uống gì vậy? Dạ, sangria Tây Ban Nha đó chị. Biết uống quá hả? Chị. Đó đúng không? Hoàng tử tóc dài cao đẹp trai trẻ tuổi. Ừ thì cứ cho là vậy đi. Thôi em cảm ơn chị nhiều lắm nha. Chị em gửi. Cảm ơn cưng. Cảm ơn chị. Dạ bữa nay em ghé nè. Anh ơi, em có thể ngồi ghế ở đây kế bên anh được không? Anh anh có hay tới quán này không? Em là khách quen của quán á. Sao em thấy mặt anh lạ quá vậy, lần đầu anh tới quán hả? Bài có đúng đồng. Nhìn chảnh chẹ dữ vậy trời. Coi quán nha. Dạ. Thank you.
một niềm hy vọng, một sự đổi mới. Chuyện gì đến sẽ đến thôi. Ơi ghé gửi tiền cho em, bữa trước em cho chị mượn 2 triệu đó. Có tiền cái gửi em liền chứ không để quên. Thì cứ để đó đi. Thôi thôi thôi, trả cho nó rõ ràng đâu đó, hiểu không? Làm gì mà phải sòng phẳng với em nhờ. Ê gì? Bao lâu rồi? Hả? Hả? Chị hỏi gì vậy? Thôi em đỏ. Hỏi gì? 2 tháng. 2 tuần. 2 tuần. Trời ơi, sao vậy? Hả? Em phải không? Em cũng biết nữa. Nhưng mà cứ ngồi quán em 2 tuần rồi. Và uống đúng một cái món nước đó thôi. Chị nói nghe nè, chị dám cá luôn á. Cái này không phải là bởi vì món nước của em ngon đâu, chị uống rồi chị biết. Mà cái vấn đề là bởi vì sức hút từ em á. Một cô gái gọi là có một cái nét đẹp ấn tượng không giống một ai hết, một cái sức hút kỳ lạ của em, hiểu không? Cho nên là ảnh mới ngồi đó luôn, hiểu không? Thôi chị đừng nói vậy, không có đâu. Hết nè, nói nghe nè, lỡ rồi đúng không, được nước rồi mình treo tới luôn đi. Trời ơi được quá mà, lãng tử nè, tóc dài nè đó, trời ơi áo mặc đồ style ha, rồi hay cao ráo nữa, được luôn đi em. Thôi ui, tự nhiên cái gì có nói gì với nhau đâu. Được được. Với lại bây giờ em cảm thấy là em sợ hai chữ tình yêu lắm. Đối với em á, tình yêu là một cái gì đó hết sức là xa xỉ, rất là xa xỉ. Trời ơi thôi đi, bà bói đấy cái bà bị cái gì á. Em ơi, cuộc sống là phải có tình yêu, cái gì cũng vậy, cái gì em cũng phải trải qua cái giai đoạn nếm thử và cảm nhận. Mà cho dù là nó không có kết quả đi chăng nữa thì mình cũng sẽ có một cái miền ký ức đẹp, hiểu không? Hiểu không? Thì em cũng hiểu. Nhưng mà thôi ngại quá à. Ngại cái gì, trời ơi một cái cây si nó ngồi trên anh dứt mặt vậy bỏ qua, còn khác nó dớt, còn khác nó dớt, hiểu không? Nghe chị, được làm luôn đi em. Dạ. Nhớ nha, nhớ nha. Ôi ghẻ hoài, đâu được nói với mấy chị kia nha. Yên tâm, chị không có nói đâu, chị gọi điện thoại thôi. Ôi nha, đi. Cho chúng ta ngày ngày ra phố mua sắm là cả, tụ tập quán xa trò chuyện với cô bạn thân, chẳng còn muộn phiền, chẳng còn lo toan sớm khuya. Trong đôi mắt thế giới ngoài kia em đầy mạnh mẽ đến nhường nào, chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối, chẳng ai ngoài em nhìn xa em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng, vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy. Mẹ sẽ là ô chở che cuộc đời khắc khăn sau này, dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất tí thương, mẹ biết sữa em đây, mẹ biết sữa.